Thành Trung. Thành Trung dứt điểm không? Dứt điểm 1-0. Đội trưởng Đinh Thành Trung đã lên tiếng. Đẳng cấp của số 7 Quảng Nam đã giúp cho đội chủ sân Tam Kỳ có được bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 40 của trận đấu. Niềm vui đã đến với các cổ động viên trên sân Tam Kỳ. Trong một thế trận không thể nói là Quảng Nam chơi tốt hơn so với Hoàng Anh Gia Lai, nhưng đẳng cấp của một ngôi sao duy nhất mà Quảng Nam đang sở hữu ở trên sân vào lúc này, Đinh Thành Trung, đã giúp cho đội bóng tạm thời dẫn trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1-0. Một tình huống độc diễn, một tình huống solo, pha phối hợp với Calonicia sập thẳng vào trung lộ. Đức Lương bất lực trong việc cản phá. Những cầu thủ còn lại cũng chỉ biết làm nền cho pha ghi bàn quá đẹp mắt này của Đinh Thành Trung. Thanh Sơn cũng không thể áp sát. Những cú soạn bóng sau đó của Trương Trọng Sáng hay của Lê Văn Sơn cũng không mang lại.